Dạ vâng, em Sốp Hồng Đăng lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim đêm, đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim rẽ run. Thì ngày hôm nay em lại xin chia sẻ đối với các bác mới chơi là cách chọn địa hình cũng như là cách chọn lưới để đánh chim rẽ run. Thì về cái địa hình đánh chim rẽ run thì đợt này là chim sẽ di cư là từ phía bắc về phía nam, thì các bác nên chọn là những cái hướng ở cánh đồng rộng. Thì đây là cánh đồng khá là rộng các bác. Đấy, khu vực hướng bắc thì nó sẽ ở trước mặt khu vực máy quay kia. Đấy thì nó sẽ di cư trực tiếp là theo cái luồng đây. Đấy, theo về và loa đài đây thì nó sẽ nghe thấy và nó sẽ đâm vào đây. Còn về cái bàn ấy thì đối với bác nào mà đầu tư lớn ấy, thì các bác có thể là thầu lấy 1-2 cái ruộng. Đấy, ví dụ cánh đồng lúa thì thầu 1-2 cái ruộng, cắt hết lúa đi. Đấy, hở gốc lên thì các bác cày lên thì con chim nó rất là mạnh. Đấy, nó mạnh xuống lắm. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Đấy, vừa bật loa được một lúc thì đã dính được một con kia kìa các bác kìa. Còn về bãi đánh ấy thì nếu mà được như cái thế như thế này thì rất là đẹp này các bác này. Ở trước khu trước mặt đây thì nó sẽ là một cái bờ đường. Một cái bờ đường như thế này thì các bác có thể là dùng cái máy cắt cỏ, các bác phạt hết sạch hai bên đi, đắp nước ở dưới kia để cho nước nó dâng lên. Còn trên mặt đường đây thì ví dụ mà không phạt được thì các bác có thể là đầu tư bỏ 20-30 nghìn đồng ra mua lấy một cái lọ thuốc cỏ cháy để các bác phạt sạch đi. Đấy, phun lên. Đấy, phun lên thì cái cỏ nó lâu mọc. Đấy, khi bờ nó sáng thì con chim nó trào trên trời thì nó sẽ đâm trực tiếp xuống. Còn về bãi đánh đây các bác này, bãi đánh này thì cũng khá là đầu tư. Đấy, ở góc kia là có một nhà là trồng một cái ruộng ớt này. Đấy, đầu đây trồng ngô nhưng mà cái mùa này thì nó mưa nhiều lắm các bác. Đấy, mưa nhiều thì nó không lên được thì em với cả một anh nữa là thầu luôn một cái khu bãi này để sử dụng đánh luôn, trực tiếp luôn các bạn. Đấy, chim hiện tại vẫn đang đảo đầy đồng. Đấy, vòng này cũng quay lại thôi. Ở trên kia. Đấy, quay lại thì ngồi xuống. Khả năng không ra, em ngồi đây. Nói chung là bãi này đẹp lắm các bạn. Đánh chim thì dễ là cái tình trạng nó đâm vào. Đấy, nhưng mà khả năng là ngồi đây thì nó hơi sợ. Ui, đằng sau mấy con. Đang giờ cao điểm các bạn. Ở khu vực trên kia thì 3 con đi. 3 con. Đấy thì nói qua cho các bác là về cái bãi thì đây là cái bãi này đầu tư bỏ ra khá là nhiều tiền đấy các bác. Đấy, một vụ thì người ta trồng ngô trồng ớt ruộng này người ta cũng thu mấy triệu đấy, đầu tư ra là 2 triệu, thầu đứt luôn cái ruộng này để đánh cái vụ này các bạn. Còn nào về lưới chọn thì các bác nên chọn cho mình là cái lưới 8 phân 4 diềm 3 túi, cái lưới chuyên dụng dùng để đánh rẽ run các bác nhé. Đây, bà con này vào đây rồi. Đang chết còn nào đây, chim này. Ui, hơi quá. Đó, khu vực dưới này. Ồ, nó xuống ruộng rồi. Đấy, một con lên. Hai con lên. Ui, nó thấy em đây nó sợ rồi các bạn. Choáng. Nhưng nát nữa kiểu gì cũng được. Nói chung là mấy con này ham mồi lắm. Quẩn ở đây thì tí nữa kiểu gì cũng chết các bạn. Đấy, còn ta nói nốt một chút nữa về là về cái bãi các anh nhé. Đấy, các bác nào bãi đánh thì các bác có thể thấy là thấy đầu tư như thế này thì mới đánh được nhiều chim này. Những hôm nào chim nó đi mạnh thì đánh hàng trăm chim ấy các bác. Đấy, đợt này thì sẽ mai kia là sẽ hút nước đổ vào bờ đây. Đổ hết vào bờ đây và giải thêm vài trăm mét lưỡi lên ra khu vực kia. Đấy là đánh được thôi. Còn tiếng này thì chim quẩn như này là không bao giờ bỏ đi các bạn. Nên ra là kệ rồi, mình cứ quay lát nữa kiểu gì nó cũng được nhiều. Đấy, đây là tổng là được 2 con chứ không phải là 1 thôi phải. Đấy, 1 con đây các bạn này. Đây, 1 con này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu đầu tư một bộ đồ đánh chim rẽ run thì các bác tham khảo luôn. Đấy, tham khảo. Đó, làm luôn một cái khu vực ruộng lúa. Đấy, ví dụ như ruộng này thầu luôn. Đây được con nữa là 2 chứ không phải là 1. Đây. Phực đây. Đấy, được 2 con rồi. Đấy, bãi này đánh thì khá là hiệu quả đấy các bác. Đấy, bác nào mà xem được cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với bác nào mà có nhu cầu mua đồ lưới bẫy chim thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.